Hello, tăng ca đi làm cả nhà ơi. Ghiền quá. Nghe vài bài cả nhà ơi. Cái này hên xui nghe. Có khi hết hết pin. Trên ông cầm việc ngồi chờ con gái tôi, nó qua nhà hàng xóm nó nhờ ẩm nước. Dạ, chị cứ tự nhiên cho. Dạ chẳng hay con gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ. Dạ thưa. Ông cũng có chân ở trong hãng hả? Dạ. Rồi đi thôi. Chị Lan. Ủa? Sao lại biết tên tôi? Bộ chị quên tôi rồi sao chị Lan? Nhưng mà ông biết tôi ở đâu? Dạ, tôi biết chị ở Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long đó chứ. Vậy ông đây là? Đi làm tôi là thôi. thầy Chí Thu. Lúc trước tôi có làm việc ở tại tòa mẫu tỉnh Vĩnh Long hồi trước đó. Thầy Chí Thu. Dạ. Bạn Chí Đăng của ba sắp nhỏ nhà tôi đây Ngồi chưa rồi. cả nhà? Dạ. Có ai như Vậy Tâm mà Ca ông không đi quên làm mất mà vẫn hát lâu quá karaoke được? rồi. Đã 20 năm trời rồi còn gì nữa. Ở nhà ngủ ngon, ru cho vài Hồi đó bài. hình như là thầy đổi về Mỹ Tho mà. Dạ phải. Bên Tâm Tôi Ca muốn bây xin giờ về Mỹ là Tho 11 giờ trưa, cho gần ở gũi Việt với gia Nam đình. là 11 giờ đêm. Thì hồi đó tôi có đến từ giã chỉ với anh giáo hương mà. Gặp lại thầy đây, nhắc tới ba sắp nhỏ tôi gonna be long tình ride cả nhà cảm ơi. thêm đau khổ. Chạy tới 1 tiếng 25 phút. Anh đi về với vợ lớn anh ở Mỹ Tho từ hồi đó anh lần thầy ký à. Hello, ai đó. Hai cái thì team tôi có của gặp tôi trả anh. lời, mà lên bình luận, mà Anh lên cho nói tâm ca chính biết trị, you là đã ai. hiểu ảnh về Who are Mỹ you? Tho mà. Hồi Wow, đó bờ giang. Ủa mới lộn xộn tài à? tôi nghe tin thằng Hiếu đứa con Gió trai Hiền nhỏ phải của vợ không? lớn anh chết. Tâm ca đi làm. Tôi thấy anh buồn, thấy anh ngồi ở chỗ gián khóc một mình. Tôi cầm lòng không có đặng, Nún 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 tôi mới biểu anh về. Anh về lớn quá. Vui thiệt, vui thiệt. Anh nghe lời tôi mà sao sống đi. Anh còn chạy ra chợ mua hàng lụa cho vợ lớn và con của anh nữa. Lúc đó tự nhiên Ai đó tim của tôi nó đang nhói. Mày trai tình yêu của tôi. Bạn nhỏ của tôi là đàn ông, có 2 giờ rồi mà không để ý Tâm Ca đi làm cả cái nhà ơi, của buồn quá, nhớ nhà quá. Bữa cơm cuối cùng tôi tiện anh đi về Mỹ thôi, như vợ ba đi hề tiền chồng đi làm gì. Ở cảnh ngoài nha cả nhà, bơi xuống đó à. Thôi thôi luôn. Wow, lên bên Mỹ thôi. Hôm nay trời chẳng ngoài một mình buồn. Dạ về nhà tôi khóc suốt đêm ngày tới thầy ký à. Tâm Ca lít cửa mơ. Hồi đó tôi cũng thường gặp anh giáo hương, anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của chị. Ông Dạng phải không mùi mùi? Anh nói rằng anh được chỉ trọn lòng yêu thương, nghe rõ không cả nhà? Sống với nhau 6-7 năm mà trường rót vào đời 2 đứa con, trái lòng hồ gái là trường an. Cho Tâm Ca biết, Tâm Ca mở lớn lớn lên chút đi. Chị rất đảm đang, đáng mặt một người vợ hiền, lo kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Những chồng của tôi lại quá đôi mà về với vợ lớn rồi không trở lại thăm mẹ con tôi. Anh Hương nói với tôi là anh về Mỹ Tho được ít ngày thì binh lửa tràn đầy, xe cộ càng ngày lại càng khó khăn. Tiếng nhạc nghe rõ không cả nhà? Từ Mỹ Tho Tâm Ca biết đây. Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường
tôi chờ đợi môi mòn mà thương anh không thèm. Cả nhà tiếng nhạc rõ không? Please tell me. Chờ đợi dây lũ con thơ sống chào 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 giới trên phải không? Vừa đôi vừa đôi. Nói tâm ca tiếng nhạc rõ không? Không, không phải vậy đâu. Chị Lan à, ảnh có đi tìm chị mà không gặp. Tôi biết ảnh thương chị và hai con nhiều lắm mà. Hồi đó tôi trông Tâm ca hiện giờ là tốc độ của Tâm ca là 140 mai một giờ. Yeah. Từ ngày nay vẫn còn thương nhớ. Uyên uyên uyên. Có biết ba sức nhỏ của tôi thích bận dạy gì không thầy? Anh đi dạy thì thường bận răng tung. Ông Yến phải không? Còn ở nhà không phải không? Thích tiếng nhạc nghe rõ không? Bà ba lũa lèo. Không ai nói gì hết vậy trời ơi trời. Đi. Bộ bà ba lũa lèo mà chồng tôi cả đi làm cả nhà ơi, kiếm tiền. Lần sau cùng anh bận làm vui tôi mà sáng ra anh ra bắt mày. Rõ, ok, rõ là thích rồi, rõ rõ. Alright, wow. Thôi ham của chồng tôi còn dư đến. Bài giảng mùi mùi, chút nữa ghé mùi nghe. Tâm ca đi trên đường xuống dưới á, Arlington á, Tâm ca đi Arlington á. Có rảnh thì Tâm ca ghé, không rảnh thì thôi, Tâm ca cũng bận lắm. Gợi niềm luyện nhớ. Tiếng nhạc nghe rõ không mùi? Tâm ca dặn lớn lên được. Hồi xưa anh đi, tôi về xếp lại ta. Lớn lên chút ha. Đầy buồn ôm ấp làm vui. Tôi muốn không biết phải không mùi mùi. Làm ca đi làm. Nhớ chồng tôi vẫn giữ cho nguyên vẹn. Bố bà kia đã cũ hoa tàn y sắp rã tàn. Tự nhiên Tâm ca phá cái tù này quá nghe đã tai luôn mà tớ lòng sao dần vẹn nguyên như tình thuở còn sân vui đẹp đẽ giao cùng. Khỏe là cứa trời thằng Yến, khỏe là cứa trời thương cho tâm tình có đi làm yêu tâm mặn. Nghe tiếng của Tâm ca rõ không? Mang khổ đau im lặng chặt giả nuôi con suốt 20 năm mà trường. Xin lễ lọ vuông hẳn gió vàng đôi đèn vẫn còn đây. Hay quá mười ơi, bài giảng ơi, bây giờ bài giảng mười là mười năm ở nhà rồi phải không? Ơi hỡi người ơi, không có ra tiệm phải không? Cao quý thay và trung trinh kinh huệ phải không mười? Của người vợ chung tình. Đây tới chỗ đó tới một tiếng. Trời cao sao đành một tiếng đó đầy kiếp hồng nhan.
cho lên tận chuỗi nhai tàn ba cái khu dân còn tuyết nhi phải không? Tâm ca đi làm những kỳ vật này mà chị còn giữ cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Tâm ca chơi kiểu phải khi anh hướng anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Nhưng thôi, chị chung thủy với anh như vậy làm cho anh mắc lòng nơi chính xuôi. Mắc lòng nơi chính xuôi. Thầy nói sao? Anh Hưng, anh chết rồi chị ạ. Chết rồi chị ạ. Chồng tôi nhớ. Trời ơi. Phải, anh chết rồi. Anh chết ở bến đò rạch miễu, khi quê hương còn mở khỏi lửa binh đao. Trong suốt con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra mà tâm sự. Hãy nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ. Anh ngọt ngào dùng ba tiếng mà con ăn. Rồi một chiều kia anh dội lên xa trần gian, tôi trở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh trao cho tôi một kỷ vật, thông báo cho cả nhà biết, để sau này gặp chị lấy đó mà làm tin. Wow. Rồi lúc bình yên 140 cây, 40 cây số. Tôi đã tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long. Mai ở Mỹ thôi, 140 cây số bên Việt Nam. Này, bất ngờ gặp chị yeah. Giữa Sài Gòn quá lệ. Kỳ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỳ. Chị cà rai bàn tay. Cái này buồn quá nghe, ngồi coi. Bàn tay và mũi thơm da thịt của chồng tôi. Mình mà con ăn, mà con ăn. Mình ơi, mình còn sống đây sao? Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như tôi đang đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuống tắt bến trở lại dãy con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lớn lục bình tôi rời rạc. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người tôi cũng lặng khuất giữa sông đây. Ngày sau mình cũng lạnh đần trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm trời. Mà tôi rai rứt trong tim, không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương. Chớ hồi đó tôi đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long, ôi sống dài có thấy đâu tầm ca, mà trời cao cùng vắng bạc tinh hồng. Thắm khỏe không mọi người? Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn không được, còn lệnh tạm cơ còn phải dắt con xuống miệng trào dính. Lúc họ
cưng. Từ trở về giáp nhà bốn mấy năm, không còn mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nho tới cầu giang dưới sông, tôi càng thương càng nhớ tới hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giao trở thành hồ dưới con ăn. Tôi cũng nghe danh danh người hàng xóm hát số hơi. Âu nghe tôi phần mình mà lệ phải trào tôn, mắt trông làm bé chồng đã bỏ về giờ lớn, phải sống già nuôi con mà miền đời còn quyền xưa. Người ta sao không tha thứ cho một kiếp hồng nhan khổ lụy gì? Cực khổ, mình thường nghĩ tôi như loài chim dương ngang. Phải, mình chính là loài chim dương ngang ở vùng băng tuyết. Sanh con ra đời, lúc trời mới vào đông. Chim trống đã cất cánh bay xa, vào nơi sương gió mịt mông mùi. Chim mái ở lại, nuôi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất đại gia băng, thức ăn không có. Chim mẹ phải mổ thịt để nuôi dưỡng các con. Rồi mỏi mòn chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn tiếp tục sống bằng xương, bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đóng tàn, dương nga con cũng vừa kịp lớn để nối cánh bay cao. Mình nay mình là hình ảnh con chim dương nga cao đẹp. Từ nay tôi xin phép để được thay mình mà chăm sóc cho đàn con. Con trai gửi đến cả nhà thêm một cái bờ vắng trích đoạn Tuyệt Tình Ca nữa nghe. Không còn sống bao lâu nữa. Bờ vắng làm con gái của con ca. Con ca làm ông cảnh sát trưởng. Như con Nam không biết cha mà là ai. Bây giờ mình đã có mặt ở đây, mình hãy để cho con nó nhìn cha. Rồi tôi chết tôi cũng yên tất dạ. Mình chưa nên tuyệt vọng mà ảnh hưởng nhiều đến việc trị bệnh cho mình. Tôi sẽ lo lắng cho mình và lo lắng cho hai con. Con cài gửi đến cả nhà thêm một trích đoạn nữa ha. Ma con ăn, ma con ăn. Cái này Tâm Ca làm cảnh sát trưởng nha cả nhà. Làm cảnh sát trưởng à. Con mắt rồi, để Tâm Ca kiếm cái mắt kiến coi. Già rồi, khó thấy đường rồi. Thông báo với cả nhà, tốc độ của Tâm Ca hiện giờ là 140 km/h. Tình ca đâu rồi đây? Xin một lần nghe nha. Tình ca, ok. Kỳ này Tâm Ca làm cảnh sát trưởng nha. Làm cảnh sát trưởng à, oai phong lắm à. Nga nga Tâm dạ, ca khỏe mà cảnh sát trưởng, có cô Thoa đến nè. Nghe rõ cả nhà, tiếng lớn không? Được cô Thoa vào. Được cô Thoa vào, lớn lớn chút ha. Chào ông cảnh sát trưởng. Chào cô. Thì lớn quá, anh báo cho Tâm ca biết ha. Cô có thấy gia đình của người ta tan nát chưa? Cô có thấy việc làm ngàn bước của cô hồi sáng này chưa? Tốc độ của Tâm Ca lên tới 180 km/h. Cô giờ có thấy cái tương lai bớt xương mới được mù mịt của cô chưa? Dạ thấy. Từ trước tới giờ quá mạng rồi. Cô có bị vô bót, phải vô tù với tư cách bị cáo lần nào chưa? Dạ chưa. Tâm nói thật, đang nói đích thì nói dối. Nó chạy tới tính. Thì giờ nó chạy tới 140 km/h. Tôi hỏi để tôi biết ngoài cái tội phạm gian ra, cô có thể bị buộc vào cái tội gì khác nữa. Rồi cô phải chịu lực hình. Võ Hiền khỏe không? Tại sao cô lại
đứng đầu, đứng cổ với tôi. Trong khi tôi đứng mà cổ lại ngang nghiêng ngồi. Nếu ngồi mà có phạm thêm một tội thì ông cứ ghi vào hồ sơ để tôi chịu thêm tù. Trong khi tôi tới đây, tôi đứng chính ông mời tôi ngồi. Mà bây giờ đi làm muội ơi, Nga Nga ơi, Tâm Ca đi làm kiếm tiền nuôi con. Trong gia đình cô là một đứa con mắt vàng. Phải, vì cha tôi đã chết lâu rồi, cho nên tôi xem con như từng trải với đời. Vì từng trải với đời mà tôi trở thành anh Dương Hồng Thắm, phải không? Nghe cô nói mà tôi cán giùm cho tuổi trẻ hiểu biết chặt bao nhiêu mà lại lắm. Cảnh đẹp quá cả nhà, Tâm Ca đang xuống dốc à. Nếu không có gì giúp đỡ được tôi thì hãy để tôi xuống thăm cho rồi. Không lẽ ở đây nói qua nói lại làm cho ông thêm bực chứ chẳng ích lợi gì. Được rồi, nếu cô vội vã muốn ngồi tù thì tôi sẵn sàng điều ý của cô ngay. Giọng nữ là giọng của bà Vắng đó nghe cả nhà. Tại vì cái tù cha mẹ của tên gì hát lắm. Điều đó ông cảnh sát trưởng bà Tham Ca lại thích cái tù này. Điều tra viên đã lấy khẩu cung rồi, nhưng tôi bắt buộc cô phải nói. Hà Quanh khỏe ăn mùi mùi. Cô đừng có trở chứ, đứng đầu với tôi. Cô thấy Tâm Ca chơi độc không? Lái xe mà còn karaoke, còn hát được luôn à. Vì cuộc đời tôi quá bận thiếu nhung nhớ. Nghe rõ không cả nhà? Làm sâu lấy hai đất sanh bên Việt Nam bây giờ là 12 giờ khuya. Cả nhà cô là, nhưng cô là cô là một đứa con chí hiếu chí tình lắm gì đó. Tâm Ca đi làm cả nhà ơi, nhưng tiếc cho cô chẳng nghĩ suy, muốn hy sinh mà lại chọn sai đường. Để bây giờ hối tiếc và hối hận anh. Wow, phải bớt tốc độ xuống rồi để bị cảnh sát nó được rồi. Quá rồi, 140 cây số một giờ nghe cả nhà. Có xuống 120 đi. 120 được rồi. Mà tôi buồn thì có đưa không hư. Được rồi, bây giờ cô nói cho tôi biết cô tên họ là gì? Chỗ này đẹp nè, nhìn ở ngoài nghe cả nhà. Tôi tên là Lê Thị Trường An, sanh tại Tân Ngãi, Vĩnh Long. Hả? Tân Ngãi, thấy chợ cầu Trường An nhà. Cầu họ bắt qua bắt tôi lại. Tôi đây là con của ông Giáo Hương. Dạ, ông Giáo Nguyễn Văn Hương. Dạ, bà Lê Thị Lan. Dạ, dạ, phải rồi bác ơi. Sao bác biết tên của ba má cháu? Vì bác đây là bạn thân của ba má cháu. Hồi nhỏ không có một nốt ruồi ở bên mí mắt trái, bây giờ còn không có. Dạ, ra đây nè bác. Phải rồi, con An đây mà. An con ơi, 20 năm nay cầu ông bác, cả nhà. Bác không có về Tân Ngãi. Nó chạy trên mình chạy lòn xuống dưới. Không về đưa con gái ngày xưa đã qua thời thơ dài. Nói như là hạt bụi lao vào cơn gió xoay giữa. Bữa nay bộ mấy người này điên hết rồi, chạy trên 140 cây số một giờ không cả nhà ơi. Cũng tại ba của cháu là bớt xuống chẳng ai kẻ bạc nên nên mẹ con cháu giờ đây phải trôi nổi tha phương. Có lẽ vì gồng gành tay con, vì không quen cái chuyện tay chân cực khổ nên mẹ cháu phải lâm vào cơn bình hoạn. Âu Dương Hồng Thắm còn như đứa con gái ngày xưa ảnh cưng như ngọc như vàng, mà giờ đây đã quen cùng xương gió
tới xuống 100 này, tốc độ đây có 60 à. 70 chứ. Tốc độ đây 70. 70 là 120 cây số bên Việt Nam nha cả nhà. Phải đừng quên biết thì đang đợi sông hồ. Bây giờ đợi cho khổ quá bác ơi. Cháu khổ đâu mà bác khổ đâu. Tới cái cầu này cả nhà, tới cầu này nghe, tới coi xe nó chạy trên á. Gió trời cao sắp đặt. Cho nên cái lúc rồi trước phu đất lệ kia là bao trước những cơn bão táp trong đời. Ở đây nó làm đường vậy đó. Chạy không kẹt xe. Lòng của bác chẳng bị ai. Thằng ca đi làm người ơi, thằng Thắm ơi, thằng ca đi làm. Trời ơi, một bên là mẹ bạn chi thân. Một bên là tình cảm. Cái cầu không cả nhà. Sự sợ. Cầu nó cắt lon lên trên, nó chạy lon xuống dưới, còn qua đó khỏi bị kẹt xe. Mà bác cháu cũng ở tại nơi, nơi đâu. Quan cảnh đã làm cho người cha chia lìa tình phụ tử. Đồng tiền cướp đứa con gái vì cái nó giữ giữ thiên liêng. Vậy cũng đỡ buồn. Gặp cả nhà thằng cũng vui. Năm nay nó được 22 tuổi rồi. Cái tù này Tâm Ca đóng ba vai luôn. Tâm Ca đóng Long Hồ nè. Sao bác biết rằng của gì bác? Em con nó học tới đâu rồi? Dạ Tâm Ca đóng cái tù này năm nay nó thi tu cài còn thành đó bác. Con lo cho nó chút nghe tâm ca đóng là mà dạ. Làm con nghe làm cha thật là dục mà kim ương trần phải không mùi mùi ba ba có cách nào để giúp cho cháu được không ba? Vì em của cháu nó rất là khó tính, nếu nó biết cháu bị bắt thì nó không thể nào chịu được nghe mấy cái này xong rồi cũng ngon ha. Dạ nó sẽ hồi tay sâu lắm vào cánh cả này. Nếu tôi biết cháu bị bắt về một cái tội đáng khinh, có lẽ ở đây vẫn bình mà không tha thứ. Em của cháu là một thằng con trai lớn lên trong nghèo khổ mà lại có tâm tình quen thôi dòng ngang. Mà mắt kiến như cho nó ngầu ngầu chút hen cả nhà. Nó đâu tìm hiểu được người chi đã hy sinh trọn cả đời. Cầu nữa rồi cả nhà. Đó bắt tất cả mà thấy không? Hy sinh cả cuộc đời của bác cũng không sao. Thưa bác, nhưng mà cháu biết cháu bị bắt thì chắc mấy cháu đau buồn lắm. Làm sao chuyện chuyện sâu hộ này mà đừng hay. Vì từ khi ba cháu bỏ đi, người ở dậy nuôi con cho tới ngày khôn lớn. Hiện giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, đang chờ có từng phút từng giây. Người đã hy sinh hết cuộc đời cho hai cháu, suốt 20 năm không khác thở thiệt lòng. Lẽ đó mà cháu phải giấu mang để đi làm kiếm tiền lo bệnh cho má và em. Dù cuộc đời của cháu có như thế nào cũng được, miễn sao mai cháu đừng buồn đừng khổ lụy gì con. Vậy thì đưa bà tới thăm má cháu đi. Dạ. Chú tài xế ơi, đưa xe tới đây, tôi chở cô Thoa về. Thôi, đi cha.
Tâm Ca làm con nghe. Muốn gây được hậu quả, hậu quả mùi dở bà cố luôn. Chị Hiền Phan, mùi xin lỗi Tâm Ca nha. Mùi không hát được cái hậu quả này, để mùi hát cái bài Tâm Ca gửi bài này đi. Trịnh Tình Ca ha Tâm Ca. Vừa ha, Tâm Ca đóng ba dài. Xong lên chỗ cũ. Chỗ nào lên ngủ chỗ đó đi. Ê Tâm Ca, trời ơi. Trời ơi. Thiệt Tình Ca nè, cũng lần đầu tiên luôn nha, ca lần đầu tiên nha. Có gì Tâm Ca đỡ em dậy nha Tâm Ca ơi. Ủa? Mới ca lần đầu tiên nha. Má, con về rồi đó hả Long Hồ? Dạ. Má này về má. Má đi đâu vậy má? Trời, Tâm Ca lấy cái gì? Để con lấy cho má. Má lau tấm hình. Hình hả? Hình củ xì. Má lao hoài. Ca với Tâm Ca gia đình ơi, hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ. Thôi má, má nằm nghỉ đi má. Nghe hết bài này ngủ ngon cả nhà. Có mình nhớ ký nè. Má hít đi cho khỏe. Gặp cả nhà được vậy cũng quý quá rồi. Ca lần tiếp, má đã khỏe rồi. À, con có đi kiếm con Trường ăn không? Mà sao không thấy nó về vậy con? Hả? Có gặp nó không? Dạ, con có lại đàn Hạng á. Thì nghe Hạng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm. Và cái giọng Tâm Ca đóng đó. Cho nên chị mới theo bà chủ Hạng ra ngoài nhà. Chị khỏi tôi vào ngay rồi Tâm Ca. Chỉ thấy điều của bà chủ lo, từ tiền ăn, tiền lắc giặt vắng, tiền phòng, tiền lớn còn được lành gấp đôi. Đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chỉ mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà không đem vũ nội mùi mùi? Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má nghe coi. Phút này buồn lắm cả nhà. Cái bình dưỡng khí đó này, con mua ruột, với cái giá là bao nhiêu tiền vậy con? Dạ, con này lại của người ta với giá là 3,000 đồng. Lần đầu tiên ca này. Bữa nay mùi ngồi nhà với 3,000 đồng. Ca đi làm. Tiền ở đâu con có? Dạ, tiền con dành gần để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi. Cho nên tập trung nè. Và tiền vốn bán bánh mì đó má. Con, tại sao con không hỏi má? Má à, bữa nay ngồi mười nhà phải không? Tập trung tập dạ. Bên trong nhà không cần ra ra ngoài. Thì má sẽ hay ra tâm không cho con mua bình dương chi. Bắt buộc con đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Đang hát với lại Tâm Ca. Nhưng mà nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu tiêu tiền được mà học hành gian dở năm nay thì con còn đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Giọng ca của Tâm Ca gia đình ơi. Chờ một mai mà má chết đi rồi, giọng con trẻ lắm luôn, thì trọn đời nào cũng được. Con làm hối hận. Chưa ngủ sao đề đệ? Có đốt đuốc ngồi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân tử. Hay quá Tâm Ca ơi. Một
nhõng với con. Từ thuở còn sân cho tới lúc mạng đầu, ở má con mình còn ở làng Tân Hải, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi người ta cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối chưng. Nhiều bữa trời mưa bán thấy giữ con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách mà suối lệ tuôn trào. Được hay quá Tâm Ca. Con nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh, thương hoài con mang đôi giày ba ta trăng, giọng ca của Tâm Ca đôi giày đàn đời lội bộ dắt con đi như ánh trăng khuyên tiếng gà gái sang. Mẹ hiền dấu dân dân ầu ơ dí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẹo gặp gần khó đi khó đi. Mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời. Ngày mà với con tính chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lễ long hầu đậu rồi chạy lại ôm con mà hung mà khóc. Sự mừng vui trong khóc chốc nghẹn ngào mỗi lúc đúng mà bảo điều của ba con á, thì con sẽ được nhiều phần thưởng mà má cũng được ba con khen tặng. Má là đã khéo dạy con má đến độ đạt trong đúng thiếu hụt trăm bề. Và nỗi sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con chị đã như thế nào hả cô? Chị đã sao con tức chị quá mà con ghét chị rồi đó. Kìa Long Hồ con, con nói vậy sao cho phải, con phải thương chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm, từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú nó. Má không có sợ con phải bú sữa bò hiểu con chứ. Có lần nó thèm sữa quá nên mới dựng đại chai sữa của con rồi trôi vô trong kẹt tủ, con mới khóc ré lên. Má hay được và chị Trường An chị của con mới trao chai sữa cho má rồi leo má nói rằng con thèm quá nên mới bú kinh của em con một chút rồi con trả lại cho má. Đừng mắng chửi con làm thế, má chẳng biết thương em. Mời cả nhà nghe Tâm Hiền nghe.
giọng lòng thì thế lực kim liền làm đảo lộn nhân lung. Để Tâm Ca hát bài cho cả nhà. Thôi thôi, chuyện xa xưa đã chìm trong dĩ vãng, chẳng qua là một ký ức mơ hồ. Kim Hồ Quảng hát. Sống hôm nay mà nhiều những lúc ngày xưa, những kẻ ấy đã tự đào mộ xây nguyện. Ta không cần nghe lời thuyết lý của lũ bay. Ta nổi lắm khi sa sút khổ nghèo, lời đạo đức không làm cho ta nó được. Nếu mình hỏi đúng như nên để đây đón tiễn nghĩa chi mà người, ta chỉ khen ngươi chỉ là một kẻ bên đường, nên để đây sẵn lòng bố thí. Quân hầu mau dọn ra một chén cơm thừa, quả cà thấm dạ chén muối khó để bố thí. Bố thí cho người chết màu ta ra bấm lại. Phùng Nghi Đình hát với ai đây ta? Phùng Nghi Đình hát với Thủy đi ha. Chết màu Tâm Ca hết pin rồi cả nhà ơi. Tâm Ca hết pin rồi. Hết pin rồi. Ok. Bye cả nhà ha. Tâm Ca cũng gần tới chỗ rồi. Quý Âu Dương Hồng Thắm, bữa nào lên hát với đệ đệ thêm vài bài ha. Tony Hoàng, bữa nào hát với mà đệ Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Tướng Cướp Bạch Hải Đường như Tâm Ca có thâu á. Nga Nga, cảm ơn muội ghé thăm Tâm Ca. Quý, ngủ ngon nha cả nhà. Coi cảnh của thành phố chỗ Tâm Ca ở này nha. Ok, Vũ Nội cảm ơn muội ghé thăm Tâm Ca. Quý, để còn ai nữa Tâm Ca chào hết. Ok, ngủ ngon nha cả nhà. Tâm Ca bận quá không có thời gian lên sóng luôn, mà cái giờ nó khác. Muốn lên sóng hát với cả nhà Tâm Ca phải thức sáng đêm. Thức sáng đêm rồi qua ngày hôm sau á. Nga Nga, Tâm Ca ở Mỹ Nga Nga ơi. Hu hu hu, đang bị bệnh dịch ở trong nhà không à. Muốn hát với cả nhà thì Tâm Ca phải thức sáng đêm rồi qua ngày hôm sau á, không đi làm nổi. Khổ là khổ cái đó đó. Ngủ ngon nha cả nhà. Bye.